Cứ từ từ vô đi, không sao. Đây là mây lan thang. Thầy cô cũng như các anh chị em các niên quán nào muốn chụp ảnh, đây là cơ hội duy nhất chúng tôi xin dành cho vòng 15-20 phút nữa lên sân khấu chụp ảnh với những poster đại hội và chụp ảnh với thầy cô. Và về chương trình chúng ta bắt đầu sắp sửa rồi, và một lát nữa phần chụp ảnh sẽ gây ra những chúng quý vị nào, những anh chị em nào mà muốn chụp hình với poster của đại hội. Thank you.
Việt Nam có lẽ là người nghèo, đau khổ nhất thế giới. Bao nhiêu chiến tranh,